Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Thọ vừa phát động chương trình thu gom rác thải tái chế đổi lấy mô hình sinh kế giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự buổi phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Minh, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và lãnh đạo xã Quang Thọ. Đây là chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Quang phát động nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các hội viên hội phụ nữ trong việc chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình năm không sạch và vắt huy tốt công năng ngôi nhà xanh, nhà tiết kiệm sinh thái đã được các cấp hội phụ nữ xây dựng trong thời gian qua để giúp phụ nữ nghèo có mô hình sinh kế, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại buổi phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Thọ đã trao 100 con giống cho ba hội viên nghèo khuyết tật và trao quà cho em Hoàng Dương Hải ở thôn 2, mồ côi cả cha lẫn mẹ do hội phụ nữ xã nhận đỡ đầu. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Quang cũng đã trao mô hình sinh kế một con nghé trị giá 10 triệu đồng cho chị Trần Thị Huệ thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở thôn 1 xã Quang Thọ. Ngay sau lễ phát động, cán bộ hội viên phụ nữ xã Quang Thọ đã tổ chức ra quân thu gom các loại rác thải tái chế để bán gây quỹ nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo trên địa bàn có mô hình sinh kế với phương châm giúp cần câu chứ không cho cá, tạo động lực để phụ nữ vươn lên thoát nghèo.